Vâng, em Dương ở Dương xin chào toàn thể các bác nhé. Thì trong cái buổi sáng ngày hôm nay thì em lên sóng cho các bác một cái mẫu xe Hyundai Tercan, một cái dòng xe hai cầu gầm cao. Với cái dòng xe này thì nó là cái dòng xe chuyên chở tiền của các ngân hàng, dòng xe chuyên dụng. Đấy, một cái dòng xe rất là bền bỉ và chắc chắn luôn ở cái mẫu xe này, với cái khối động cơ máy xăng 3.5 và được trang bị hai cầu, các bác nhé, hai cầu của nó là hai cầu điện. Và cái điều đặc biệt ở mẫu xe này là rất rẻ tiền và lại là một cái mẫu xe rất là chất lượng. Đấy, bây giờ cái mẫu xe này hiện tại thì bên em đang bán mức giá chỉ có 156 triệu thôi. Đấy, đối với mẫu xe Hyundai Tercan, một cái dòng xe nhập khẩu nguyên chiếc của Hàn Quốc này các bác nhé. Đấy. Dòng xe này thì trước đó thì các ngân hàng người ta dùng để chuyên chở tiền. Đấy, đối với mẫu xe này các bác nhìn thấy động cơ 4V6 đây, là mẫu xe này được trang bị hai cầu đường hoàng, các bác nhé, hai cầu điện. Đấy, chạy rất sướng. Đấy, dòng xe này thì có két để trả tiền đằng sau luôn, vẫn còn két các bác nhé. Đấy, đối với cái dòng xe Hyundai Tercan này, nếu các bác về các bác không thích thì các bác có thể bỏ cái két này ra. Đấy, bởi vì cái két này người ta khi ngân hàng người ta bán ra thì người ta đã gần như là cái két này cũng không còn tác dụng nữa, cái mã két này người ta đã bỏ rồi. Đấy, các bác mua về có thể bỏ cái két này ra thì rất là rộng rãi luôn. Đấy, mà dòng này chạy hai cầu nó êm lắm, khỏe lắm các bác nhé. Đối với cái dòng xe này, 4 quả lốp mới này, lốp này thì các bác chạy còn khoảng tầm 2 năm nữa không sợ mòn. Đấy, lốp mới, cầu này các bác nhé, cầu sau này. Đấy, hai cầu các bác nhé, cầu hoàn toàn là khô ráo sạch sẽ luôn. Chạy dòng này thì được cái là chạy rất sướng. Đấy, chạy dòng này nó đầm lắm, các bác phải dỡ két ra thì nó đỡ được mấy tạ, thì cái mức tiêu nhiên liệu của nó thấp hơn được. Đấy, bởi vì két này nó bản thân nó rất nặng. Con này thì nội thất của nó rất đẹp, cái nội thất của con xe này nó lại là nội thất nguyên lý luôn các bác nhé. Đây, em cho các bác xem nội thất của xe đây. Đấy, nội thất của xe là nguyên lý, tất cả các thùng tắp ni của nó đều là nguyên bản, sàn cũng vậy, sàn nó là sàn lý nguyên bản luôn. Đấy, các bác nhìn cái nội thất của xe này, nội thất của xe rất đẹp luôn. Đấy, đây, nhìn đây, cho các bác xem về cả nội thất đằng sau. Đấy, nội thất này, đấy các bác nhìn đây, nội thất của nó lý nó còn đẹp như này không mà. Đấy, với chỉ tầm tiền bây giờ có 156 triệu thôi, mua cái mẫu xe này các bác về đi gia đình nó cũng vẫn sướng. Cái dòng xe này là dòng xe nó chạy đầm lắm, chắc lắm. Đấy, bằng một con xe Kia Morning hay bằng con xe vài ớt phổ thông thôi. Đấy, nhưng mà đây cái dòng xe này nó là dòng xe Hàn Quốc. Các bác nhìn này, tất cả những cái phần ghế của nó này. Đấy, ghế của nó đẹp như này, ghế lỉ nguyên bản luôn. Đấy, các bác về có thể để nguyên được, bởi mình đi gia đình ít thì có thể để nguyên cái lỉ này cũng được. Đấy, bởi vì con này nội thất nó nguyên, chưa có dọn dẹp gì cả, chưa có bọc lại gì cả. Đấy, đây, dòng này nó chuyên trả tiền. Đấy, chuyên dụng rồi, dòng xe chuyên dụng trả tiền các ngân hàng. Đấy, các bác nhìn đây, những cái chi tiết của xe có màn hình cam lù đầy đủ hết đấy. Và dòng xe này rất đẹp, nhựa của nó, các bác nhìn đây, nhựa rất đẹp luôn. Nó hai cầu, những con này nó hai cầu điện này này các bác này. Đấy, hai cầu điện, các bác chạy thoải mái vào những ví dụ đi vào những cung đường khó, các bác cài cầu đi vô tư luôn. Đấy, tất cả những chi tiết của xe này nỉ nguyên bản này. Đấy, sàn nó vẫn là sàn nỉ. Đấy, nó có đẹp như này không mà. Dòng xe này thì nó tưởng nó gồ ghề nhưng mà nó lại rất chở, chạy rất dữ, bởi vì đa phần là chở tiền từ ngân, từ các trung tâm đến các chi nhánh nhỏ thôi, nên là vì vậy là gọi là nôm na là khác gì dòng xe chở người đâu. Đấy, qua nhìn những đồ đạc của nó này, đồ đạc của nó còn liền lạc và sạch sẽ luôn. Đối với cái mẫu xe này, bác mua mẫu xe này về là chỉ hoàn toàn sẵn sử dụng thôi, chả phải bỏ thêm nghìn nào cả. Về mua, em mua con này về đã kiểm tra rồi, đã test thử kiểm tra đầy đủ hết rồi, về chả phải làm cái gì nữa cả. Với cửa tiền cũng tương đối rẻ. Đấy, đối với mẫu xe này thì chạy nó rất là sướng luôn. Đấy, bác nhìn đây, vì tay tay này can. Đấy, rất nguyên bản, máy móc cho các bác xem về phần quang động cơ của xe đi. 4 quả lốp là 4 quả lốp mới luôn đúng không? Máy con này thì nó là máy V6. Đấy, dòng này thì là máy V6, dòng xe này đa phần tất cả đều là những dòng xe đẹp, rất đẹp luôn các bác nhé. Riêng đối với những dòng xe này đều là những dòng xe rất đẹp chứ không phải xe xấu. Nhấn mạnh bởi vì nó có chở gì đâu, đa phần là chuyển tiền ngân hàng xong bắt đầu đến định kỳ thì ngân hàng thanh lý ra thôi, cũng chả phải là một cái mẫu xe mà chuyên chở hàng nặng gì cả, hay là kinh doanh dịch vụ hoạt động taxi gì cả. Đấy, cái xe này theo định kỳ của các ngân hàng, theo định kỳ một đến thời điểm là đó ngân hàng sẽ thanh lý ra trong vòng bao nhiêu năm đó. Làm vì vậy con chạy ít, con chạy nhiều, như những con này giữ được cái nội thất nguyên bản, máy móc khô ráo như này là những con xe rất đẹp.
đấy, các bác mua những cái xe này về gần như là nó chỉ sẵn sử dụng thôi, không phải bỏ 1.000 nào về cái chi phí sửa chữa cả. Đấy, mà chạy rất sướng, đầm xe lắm. Cái nhà bác nào khu vực vùng núi vùng dốc mà mua những cái dòng xe này chạy thì khá là ok luôn các bác nhé. Đấy, khá là ok luôn đối với mẫu xe này. Các bác nào quan tâm mẫu xe này thì alo cho em Dương theo số điện thoại là 0829777777 các bác nhé. Vâng, em Dương ở Dương xin chào toàn thể các bác đã theo dõi kênh mua bán ô tô cũ của em nhé.